Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liên minh chính nghị ngày càng hiện rõ Nguyễn Thanh Nghị nhắm vào ghế nào. Vào ngày 23 tháng 11 vừa qua, cánh miền Nam tụ tập rất đông tại Vĩnh Long để giữ lễ kỷ niệm ngày sinh của ông Võ Văn Kiệt. Ông Võ Văn Kiệt chính là người đã có công nâng đỡ ông Nguyễn Tấn Dũng vào Trung ương và lấy được chiếc ghế Thủ tướng vào năm 2006. Có thể nói lễ kỷ niệm ngày sinh của ông Võ Văn Kiệt là một buổi lễ hoành tráng chưa từng có. Trong những người tham dự, người ta thấy có ông Võ Văn Thưởng, ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Văn Nền. Ngoài ra còn có rất nhiều cựu quan chức khác như ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Minh Chiết, ông Lê Hồng Anh và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cũng như bà Trương Mỹ Hoa, rất đông đủ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị. Trong những người đã về hưu, hầu hết đều không có ảnh hưởng gì đến Trung ương, ngoại trừ ông Nguyễn Tấn Dũng. Trong các cựu quan chức từng lọt vào tứ trụ, người ta đánh giá chỉ có Nguyễn Tấn Dũng là có con tham vọng làm hồi sinh thế lực miền Nam thông qua việc dốc toàn bộ sức lực cho ông Nguyễn Thanh Nghị. Không biết ông Dũng có vận động được ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Minh Chiết đã hỗ trợ hay không. Đây là hai bậc bô lão tuy không còn quyền lực nhưng tiếng nói thì vẫn còn uy lực. Vấn đề là tất cả cùng nhìn về một hướng hay không đây. Vào ngày 18 tháng 11, ông Phạm Minh Chính đã cho ông Lê Văn Thành ký quyết định số 1435 thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản cho các địa phương và doanh nghiệp. Đáng nói là trong tổ này có Phó Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú làm tổ phó và Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi làm ủy viên. Đây là hình ảnh lợi thế của ông Nguyễn Thanh Nghị là ông Phạm Minh Chính có quan hệ rất đặc biệt với ông Nguyễn Tấn Dũng. Việc thành lập tổ này được xem là bước đầu của ông Phạm Minh Chính công khai tin cậy ông Nguyễn Thanh Nghị và đáng lẽ nó phải giao cho Phó Thủ tướng vì nó là chỉ đạo liên ngành. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính thì lại tín nhiệm một bộ trưởng như ông Nguyễn Thanh Nghị. Có đánh giá cho rằng đây là hành động tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh Nghị làm quen với công việc của Phó Thủ tướng. Việc làm bộ trưởng mới được Thủ tướng tín nhiệm xem như ông Nguyễn Thanh Nghị có một mối quan hệ vững mạnh. Việc ông Nghị nắm một nhiệm vụ dành cho Phó Thủ tướng cũng dễ gây nên hiện tượng bứt dây đụng rừng. Ông Nguyễn Thanh Nghị chịu trách nhiệm về mảng xây dựng cơ bản. Lẽ ra ông Nghị nên ăn phận thủ thường thì ông lại đá sang lĩnh vực thị trường trái phiếu của doanh nghiệp. Và giờ đây ông Nghị có cơ hội rất lớn để làm cho những bộ trưởng khác phải thất thế. Ông Phạm Minh Chính đang làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ nhất. Nếu không có gì đột biến thì ông Chính rất có thể sẽ làm Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Lúc đó, ông Nguyễn Thanh Nghị đã bám rễ sâu vào trong chính phủ. Không biết chừng 3 năm sau, ông Nghị lại nhắm vào chiếc ghế của ông Lê Văn Thành để lại. Những ngày qua, cộng đồng mạng đang dấy lên tin dồn rằng ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phải đi chữa bệnh ở nước ngoài. Nếu thông tin này là thật thì cơ hội của ông Nguyễn Thanh Nghị là rất lớn. Bởi nếu ông Lê Văn Thành không thể tiếp tục công việc thì người thích hợp nhất để chám vào không ai hơn khác, đó chính là Nguyễn Thanh Nghị. Tuy nhiên, đấy chỉ mới là giả định, còn việc thực tế đúng với lời đồn hay không thì cũng chưa biết. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị được giao công việc của Phó Thủ tướng. Trong 3 năm tới, ông Nguyễn Thanh Nghị cần phải vào được Bộ Chính trị, đấy là mục tiêu quan trọng nhất cho ông. Đồng thời, ông cần tìm một chiếc ghế Phó Thủ tướng để tá túc. Chỉ khi nào ông Nghị vào được Bộ Chính trị thì cánh miền Nam mới có hy vọng trở lại đối trọng của cánh miền Bắc. Còn ông Võ Văn Thưởng, dù có vào tứ trụ thì theo đánh giá của nhiều người, ông Thưởng vẫn khó mà có thể vực dậy được sức mạnh cho cánh ở miền Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng đang xây dựng tương lai cho con trai mình rất bài bản. Và khả năng ông Nghị vào Bộ Chính trị và chiếm chiếc ghế Phó Thủ tướng là hoàn toàn có thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Liên minh chính nghị ngày càng hiện rõ Nguyễn Thanh Nghị nhắm vào chiếc ghế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phải chăng đàn áp khách hàng chính là tôn chỉ của Vingroup? Vào ngày 23 tháng 11 năm 2022,
Facebook Phương Ngô đã đăng tải một status ngắn kèm theo hình ảnh chụp một tờ giấy mời của Công an Phú Quốc gửi cho một cư dân Vincanwood. Nội dung giấy mời cho thấy Công an Phú Quốc mời cô Bích Chi, một cư dân của Vincanwood, đến đội an ninh Công an thành phố Phú Quốc để làm rõ việc treo băng rôn tại khu phố thương mại Canwood. Facebook này đã đặt câu hỏi rằng lại hăm dọa hay sao? Đây là hình ảnh giấy mời của Công an thành phố Phú Quốc gửi cho cô Bích Trì. Status này hiện đã lan truyền trên mạng xã hội rất rộng rãi và được nhiều bình luận chia sẻ. Trước đó, một ngày vào ngày 22 tháng 11, cô Phương Ngô cũng đăng một đoạn video cư dân Vincanwood Phú Quốc đã biểu tình kèm theo một status ngắn nói về vụ việc. Theo Facebook này, cư dân Vincanwood Phú Quốc biểu tình vì phản đối cách quản lý bất cập của Vingroup. Những thỏa thuận trong hợp đồng mua bán giữa Vin và cư dân đã không được thực hiện theo cam kết. Cơ sở hạ tầng bị xóa nhiều hạng mục, không đúng với bản vẽ kế hoạch ban đầu. Những việc này dẫn đến nhiều thiệt hại và khó khăn cho cư dân trong việc kinh doanh và sinh sống ở đây. Hình ảnh trong video cho thấy rất đông bảo vệ, công an và cả trang phục rằn di của quân đội cũng xuất hiện ở khu vực cư dân biểu tình. Lực lượng bảo vệ Vin còn đông hơn cả người tố cáo, khiếu nại và cũng đã có những tranh chấp, xô đẩy xảy ra. Một tuần trước đó vào ngày 15 tháng 11, một nhóm chủ sở hữu các căn hộ trong khu chung cư cao cấp Vinpearl tại Nha Trang cũng đã bị hành hung, cướp đồ khi họ đi đòi quyền lợi của mình. Những khách hàng này đã cùng nhau đến trụ sở chính của tập đoàn Vingroup ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Gần đến trụ sở chính thì lại xuất hiện rất đông đảo bảo vệ mặc trang phục rằn di như của quân đội và nhiều thanh niên xăm trổ. Nhóm thanh niên này đã chặn đoàn khách hàng lại và cướp thùng áo thun mà họ định mặc khi làm việc với tập đoàn này và hành hung họ rất dã man. Cũng hôm 15 tháng 11, một nhóm khách hàng của dự án Vinpearl tại Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối quy mô hàng chục người tại Hà Nội. Nhóm người này mặc áo đỏ mang dòng chữ yêu cầu Vin trả sổ hồng cho cư dân của Đà Nẵng. Nhân viên bảo vệ của Vin đã xông vào hành hung của họ và ít nhất có một người đã bị đánh chảy máu mũi và một người nước ngoài bị bẻ quặt tay ra phía sau. Đây là hình ảnh băng rôn phản đối Vingroup. Khi tiếp xúc giám đốc chăm sóc khách hàng của Vingroup, bà Hồ Thị Thanh Thủy ngang nhiên tuyên bố rằng đây là trụ sở và lãnh địa của Vin, các anh tự nhiên nhào vào nhà của người ta thì đương nhiên người ta phải đánh các anh. Thái độ của bà Thủy phải chăng đại diện cho thái độ chăm sóc khách hàng của Vingroup? Đánh khách hàng chính là văn hóa, là tôn chỉ của Vingroup hay sao? Cũng không ngạc nhiên khi báo chí Việt Nam cũng im lặng, không có một dòng nào về những vụ việc tương tự như vậy đang diễn ra hiện nay. Tuy nhiên, ở thời đại Internet thì rất khó có thể bịt miệng người dân khi mà người dân có rất nhiều công cụ trong tay để biểu đạt. Chỉ cần vào Google Search là có thể tìm thấy rất nhiều thông tin về các vụ việc bất cập xảy ra tại Vingroup, Vinhomes, Vinpearl, Vinsource cho đến VinFast, v.v. Trang blog Nhật ký Vinhomes của một cư dân Vinhomes được lập từ năm 2016 với lời giới thiệu ngắn gọn rằng mình hiện đang sống tại Vinhomes City, Time City. Mình viết blog này với mong muốn chia sẻ một cách chân thực nhằm cho các bạn thông tin chính xác, khách quan về cuộc sống tại đây. Trang blog này đã đăng tải rất nhiều bài viết về sự dối trá, lừa đảo khách hàng của Vinhomes, Vinsource và những cách thô bạo mà tập đoàn này đã sử dụng để đối phó với khiếu kiện của khách hàng. Đây là hình ảnh màn hình giao diện của blog Nhật ký Vinhomes. Một video đăng tải trên blog này từ tháng 3 năm 2019 cho thấy rất đông công an bảo kê cho một nhóm đầu gấu gây sự với các cư dân của Vinhomes, những người xuống đường phản đối sự dối trá của Vin. Bọn chúng đã xông vào cướp điện thoại, đánh những người quay video và cướp cả bóng bay. Trong video có thể nghe rõ những tiếng phụ nữ kêu rằng, ôi, Vin mà như thế à. Blog này đã phải thốt lên rằng, đàn áp khách hàng là tôn chỉ của Vingroup từ bao giờ vậy. Và blog này kêu gọi rằng, hỡi các khách hàng mua dự án bất động sản của Vingroup, hãy nhìn chúng tôi để một lần nhìn sự thật, cân nhắc với đồng tiền xương máu của mình. Hỡi các khách hàng đang và sắp sử dụng dịch vụ của tập đoàn này, hãy chứng kiến toàn bộ sự thật này để đánh giá sáng suốt lựa chọn. Tuy vậy, những vụ tranh chấp giữa Vin và khách hàng thì Vin vẫn luôn thắng và vụ việc dần dần chìm xuồng.
Trong một xã hội mà công an luôn bảo kê cho kẻ mạnh, kẻ có tiền thì người dân thấp cổ bé họng, đành chịu thiệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin Phải chăng đàn áp khách hàng là tôn chỉ của Vingroup. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.